Rồi, em với cá chào tất cả anh em ha. Thì sáng hôm nay em tiếp tục lên lại là cho anh em xem một cái lô pin cỏ tiếp anh em ha. Ngày hôm nay em tiếp tục xả là máy pin, toàn bộ là cỏ anh em ha. Nói chung là sạc lại ngày hôm nay thì hết vỏ pin rồi. Thì chỉ có vỏ thân máy với lại cục sạc thôi. Với lại một mớ thùng đây anh em nha, thùng pin, thùng pin cỏ thôi. Thì cái này cũng rất là đơn giản anh em nha. Thì nó chỉ là bao ship và không bao sóng nha. Từ xưa giờ em bán mà máy pin là về sau là bán vậy luôn anh em nha. Cỏ bán theo cỏ, hợi bán theo hợi anh em ha. Thì coi như là không có bao sóng dù chỉ một con. Và coi như là cái này em bán theo rổ anh em nha, không có coi như là bán lẻ một con một con. Thì hàng này thì mỗi một rổ thì 250 rổ anh em nha, có rổ 250 300. Đó, có rổ 350 400, nói chung là tùy theo rổ ít hay nhiều thôi. Còn cục sạc thì cứ một thùng là 150k là bao ship anh em nha. Đó, 150k nè, là bao ship về đến tận nhà luôn nha. Không có thêm một chi phí phát sinh nào nữa. Và cái một chút xíu nữa là em sẽ ghi cái mã số ở phía trước, thì anh em nhìn kỹ cái mã số sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại để bên dưới phần tiêu đề. Rồi nha, nhân viên chốt cho anh em theo mã số nha. Chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 100k. Còn lại em sẽ code về đến nhà cho anh em. Khi nhận hàng anh em kia khui thùng ra đếm đủ số lượng máy của anh em thì anh em nhận, còn nếu mà không đủ thì anh em vui lòng gọi lại giúp em để em giải quyết ngay lúc đó luôn nha. Tại vì khi đóng hàng nó rớt hoặc là vận chuyển đi nó gãy bởi thì nó xảy ra rất là nhiều vấn đề, thì anh em vui lòng kiểm tra trước khi mà nhận hàng anh em ha. Thì cái này em còn đợi giải quyết được. Đây, một rổ đây anh em nha. Đó. Còn anh em nào mà muốn mua một con về là xài luôn á thì bên em thì em không có bán một con hai con anh em nha. Thì em chỉ bán rổ thôi, em không có bán một hai con, không bao sóng luôn. Đấy, thì mấy cái này thì anh em biết đóng pin rồi coi như biết dọn máy thì anh em lấy về, còn anh em không biết dọn, chủ yếu mua về xài luôn thì anh em kiếm những anh em mà thợ thầy coi như là mua về đóng pin xong bán ra lại thì anh em mua nha. Chứ còn em thì coi như là em chỉ bán rổ thôi, anh em thông cảm ha. Đấy. Đây, bán rổ đây. Rồi, bây cái này đơn giản là anh em lưu ý đặc biệt nha, bao ship không bao sóng nha. Đấy. Thùng nào như thùng nấy anh em. Rồi, có một thùng đặc biệt ngày hôm nay thì nó là coi như em quay máy pin, nhưng mà coi như là ngày hôm nay thì nó sẽ có một cái thùng đó. Rồi. Đấy, lát nó ra coi camera luôn. Rồi, cái thùng này cũng là thùng đầu tiên luôn em nha. Cái này nó cũng chỉ là một cái gì á, còn mới tinh luôn, hình như là chưa xài luôn em. Đó, dây của USB có luôn em đây nè. Nó có luôn cả USB luôn nha, mà em không biết là nó xài vô cái gì, nó còn mới tinh luôn. Một cái. Từ từ em banh ra từng cái nha, em banh vô sau em biết được, em bỏ vô lại luôn á. Đây là một cái cọng dây. Vậy là dây chọc chọc cái gì á. Đấy. Còn đây là từ từ em lấy từng món. Đây là một dây tròn anh em nha, ráp lại đỡ lát nữa không biết được ráp luôn á. Một cái. Một cái đây là một cái đồng hồ. Đây thì nó xài bằng pin đây anh em nha. Đó, nó xài bằng pin tiểu nè, pin Toshiba nó mình xét hết rồi. Đó. Cái này coi như là nó xài coi như là rất là ít anh em nha. Thì coi như là nó cũng mới tinh à. Không biết là xài cái gì thôi. Một cái đồng hồ đây có dây đai luôn em nha. Còn đây là một cái cục gì đó, bao nặng luôn nè, nó có hai cái đầu quanh nè, thằng của thằng dạ alo em nghe nữa, dạ chưa luôn anh, từ coi như là em sáng hôm nay em đang ấy coi chứ là em đang coi như một tiếng em gọi lại cho anh nhé. Dạ. Dạ rồi thôi lắc một tiếng thôi, em ấy là em đang quay video em bán hàng á. Dạ. Rồi, cái này nó là nó có cục gì nữa đây anh em nha, như là cái đá mài anh em. Dạ biết cái cục gì là hai đầu quan luôn em nha. Đấy. Chính xác. Nó là như vậy. Còn đây là cái cục khóa luôn em, khóa mở vali nha, cái này là khóa mở vali, đó, có đầy đủ luôn. Đây là cái dây sạc, nói chung là 220V cho đến 240V, đó, hàng ghép Nam Bi của Đức luôn em nha, hàng này Made in ghép Nam Bi của Đức, đấy, bộ nguyên bộ dây sạc nữa. Đây là cái chìa khóa đây, làm bỏ dưới đây em nha, đó. Rồi đây là
hai cái đầu quanh, hai cái đầu quanh. Còn đây là cũng là cái đầu quanh luôn, hai cái đầu quanh luôn. Đây là một cái đầu quanh luôn. Đồng không anh em à, quanh đồng không à, này đầu quanh luôn à. Đồ đầu quanh đồng không à. Đây tiếp tục đầu quanh đồng luôn, hai cái luôn. Đây bên này cái nữa nè. Nói chung là đầu quanh nó rất là nhiều luôn nè. Còn ở trên này thì nó là hai cái đây. Đó. Hình như nó cũng bị thiếu đồ nè anh em. Đây nè, thấy nó bị thiếu thiếu gì ngay đây. Đó. Rồi, một cái thùng này. Qua ly bao đẹp luôn nè. Đây giấy bảo hành nó còn nằm trong đây luôn nè. Đây, phục vụ nguyên bộ hồ sơ của nó luôn. Thì coi như là đây, nó có một cái khóa 13 lại mấy con màu đen đen đây. Có bạn chỉ dẫn đồ luôn nè anh em nha. Đấy. Rồi cái này thì bộ hồ sơ này một lát nữa em sẽ lên hồ sơ cho anh em luôn. Thì anh em nào chốt xong em ghi tên đồ đàng hoàng coi như bảo hành luôn em nha. Và coi như em không phải là người bảo hành. Ghi hồ sơ xong anh em qua Nhật bảo hành luôn. Nói chung là đùa vui anh em nha. Cái này thì em không biết nó xài được cái gì đâu anh em nha. Đó. Anh em giờ nhà đọc cái này, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Rồi ok. Chỉ có một thùng duy nhất này, trong này là không phải là máy pin đâu anh em ạ. Nó không phải là máy pin. Thùng này rất là đẹp. Đấy. Rồi, xách vali về nước luôn. Gần 2 gang anh em nha, thùng này gần 40. Rồi, 1.400.000 cái thùng này anh em ạ. Thấy chưa? Đó. Hàng siêu tầm rất đẹp anh em ạ. Rồi, mã 48 1.4 luôn. Rồi mã 49. Đây, mã 49. 150k thì nó là 2 4 5 6 cục sạc anh em ạ. Đó, 6 cục sạc, 2 cục Ribi, 1 cục bát. Đó, 1 cục snack, 1 cục Hitachi 2 4 6. 6 cục thì nó là 2 4 6. 150k đó, bao ship anh em nha, không bao gì hết anh em ơi. Đó, hàng 10 ngày hôm nay, cái pin không bao gì đâu anh em ơi. Một mã 49 150 luôn. Rồi mã 50. Alo. Chân à. Đây cài xăng đó. Sao chị? Chị ơi. Giải quyết đó. Rồi rồi đợi tí xíu đó chị. Rồi cái mã này năm từ từ chị ơi, em đang quay video một lát thôi, thư ký em gọi lại cho chị. Rồi 50 mã. Nghe video. 50 150 luôn đây nha, 1 2 3 2 4 6 cục rồi. 6 cục 150k luôn. Rồi mã 51 150 luôn. Rồi 2 4 6 6 cục sạc này anh em chụp màn hình lại giúp em ha. Coi coi camera tự nhiên nó đúng màn. Rồi 6 cục, mã 51 150 luôn. 2 4 6 6 cục 150k luôn nha. Rồi mấy em mà là mã 52. Rồi mã 52 thì cái này nó là một con cưa kiếm bị chắc cái đầu rồi anh em. Đó, con này thì anh em giờ 18V nè, nó là 18V anh em ha. Đó, một rồi. Một con Toshiba bị chắc chắn chưa ngay đây. Đó. Hai con này là hai con cỏ, mấy nói chung là hàng cỏ thôi anh em ha. Đầu cổ thì cũng còn ok luôn. Đấy. Thì nó là bốn con như thế này, 250 bao ship về đến nhà anh em nha. Mã 52 250k luôn. Rồi 53 250 luôn. Đó, năm con như thế này anh em nha. Một con 12, còn bốn con này là bốn con siêu cỏ luôn em ơi. Thì mấy con này anh em về nhà đổ chới cái kẹp bình rồi xài con rồi vô lấy phụ tùng đầu kẹp rồi nè anh em ơi. Đấy, đầu kẹp rồi nó còn quay ok luôn nè. Rồi. Một con này 12 anh em ơi. Mã 53 250k luôn. Rồi.
Rồi 54 250 luôn. Rồi 5 con siêu cỏ, hai con này nó là hai con 12V. Thì nó như nhau, có một vỏ bên mà nhét nó không vô đâu anh em ơi. Đấy, cái đầu nó, cái chân nó tép 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 ngay đây. Này gì đây? Đó luôn anh. Đó keo luôn. Đầu này ok anh em nha. Đó. Đây, nó cỏ cỏ nhưng mà được được có cái đầu auto lock này, cái này nó ok luôn em. Đấy. Này nó không sao đâu, nó bóng con keo vậy trời vui vậy. Cái chân này nó cô chân này con này bị mớp mớp nha. Đó, nhét vỏ bên vô. Rồi. 24 5 con, hai con này 12, ba con siêu cỏ mã 54 250 luôn. Rồi mã 55 250 luôn. Đó. 245. Con này 12, con này 12, ba con cỏ anh em nha. Đó. 12 bên chọt anh em nha. Đó, con này ok nè. Rồi, 55 250 5 con bao ship anh em ơi. 50.000 con tính xô đổ đồng anh em nha, 12 9 con 6 4 con 8 gì kệ nó, 50.000 con anh em ơi. Đó, bao ship anh em nha. Rồi 56. 250 luôn. Rồi 1 2 3 4 5. 5 em. Một em boss 9 con 6 đầu 13 ly anh em. Đó, đầu quay tự do luôn anh em nha, cái đầu của nó tuột tuột là sao á. Con này 12 luôn, 12 chọt anh em nha. Đó. Con này 9 con 6. Magita con này ok nè. Rồi đầu cổ thôi là đầu con này cũng quay được một tí xíu nè, em về vừa xin lại nhà nó lắc 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 nè. Rồi ok luôn, mã sau 56 250k luôn. Rồi 57 250 luôn. Rồi đầu con này ok nè nha, con này là 7V2. Đó. Con này giờ đóng pin ok nè. Con này 12V nha, bị bắt mất cái đầu rồi anh em. Đó, con này đầu cũng ok luôn. Rồi. Rồi. Này chắc cái mũ chân rồi anh em ơi. Rồi mã 57 22 46 40.000 con bao chưa tính phí ship ở đây nha. Đó. 4 6 24. Rồi, 250k. Mã 57 250. 6 con này. Rồi mã 58 250 luôn. Thì cái con này thì nó là hàng loại này thì anh em về trưng bày bao đẹp luôn em ha. Rồi cậu đầu cứng nè. Con này đầu ok anh em nha. Con này không mấy giao binh luôn. Này đầu cứng luôn. Con này thì đầu cũng đó, chạy được nhưng mà cái đầu này không chạy được. Rồi 2 4 5 con, rồi 250 mã 58. Con này nè mã 58 250 luôn. Rồi con này mã 59 250k luôn. Rồi này 246 con luôn đi ba. Nói chung là rổ 5 con rổ 6 con. Thì cỏ nhiều thì nó sẽ là 6 con. Con này bị chắc cái đuôi hàng Toshiba này nha. Con này 7V2 nè, ok nè. Con này đầu ok luôn. Đó, con này mất luôn cái công tắc rồi anh em ơi. Mất luôn công tắc bị tét biến ngay đây. Đó cho nên nó thành 6 con anh em. Đó. Này thì đầu cứng nè. Con này 12V. Đó, bị chân nó bị dính dính như này đó. Rồi mã 59 250 luôn. Rồi 60. 250 luôn. 1 2 3 4 5 con. Thì có con này Đài Loan này anh em, đầu ok luôn nè. Con này anh em giờ có pin bỏ vô đóng pin. Đó. Đó. Ok luôn. Con này đợi, con này cổ cổ như nhìn cùng mới nè. Đó, súng AK nè. Con này thì nó bao nhiêu vô em cũng không biết luôn. 12 hay là đó là đời S13 đời V2 anh em ơi. Nói chung là đầu cổ đó em không có bao gì hết anh em ơi, chỉ là bao ship thôi. Rồi, 60 250 luôn. 5 con. Chỉ bao ship thôi anh em. Rồi 61 250 luôn. Rồi con này 12 anh em nha. Lô này hơi lô này hơi bị ok luôn anh em ơi. Đấy. Nhân viên nó hút đại năm cứ cứ năm con anh em. Con này 18V à, chạy nhám luôn nè. Đầu lúc lắc nè, điều dạo bên nó bị bởi thôi. 18 12 12 cỏ cỏ rồi, 61 250 luôn. Rồi mã 62. 62 250 luôn. Đầu cứng nè, một con nè. Đây rút của thằng boss hai con. Cái chân nó tét tét miếng ở đây anh em nha.
đây ribi 6 ba 6 con rồi, 6 con này rồi, đầu ok ok luôn đó, xét xét nhưng mà đầu vẫn ra vô bình thường em nha. Rồi mã 62 250k luôn em ơi. Rồi 63 250 luôn. Rồi một con này nó là 10 mấy này không biết luôn em nha. Chạy. Đầu này còn sáng nè. Thẹn miếng ở đây. Rồi, con mini nữa anh em ơi. Con này xài bên cỏ. Rồi 63 250 luôn. 6 con. Rồi 64 300 luôn. Rồi. Bốn con đèn thui luôn em ạ. Nati nè nha. Con này 12V nè. Đầu cứng nè. Con này đầu cứng nè. Con này đầu chạy được nhưng mà ở trong không chạy. Đó. Máy này đầu cứng anh em nha. Rồi 300k 1 2 3 4. 4 con. Một con 12, hai con 96, một con 48, 63, hậu hơn 64 300. Rồi con này 65 250 luôn. Con này 14 của thằng Toshiba anh em nha, 14. Này Hitachi. Rồi ok luôn, 65 250 luôn. Sáu mươi sáu 250 hai con luôn em. Một con cưa kiếm không có pin và một con loe ống đồng gì đây. Đó, nó loe ống đồng gì đây, con này bao nặng luôn em, bao to luôn đó. Lại một con cưa kiếm đầy đủ đồ, thiếu viên pin thôi anh em nha. Rồi mã 66 250 luôn. Rồi 67 250 luôn. Đó, 1 2 3 con. 2 4 5 con, 12 96. Con này bao nhiêu con nè? Không biết luôn anh em nha. Rồi 67 250 luôn em nha. 67 250 luôn. Rồi 68 250 luôn. Rồi con này 12V mất cái công tắc cò bóp. Rồi con này quay được luôn. Con này có 12 luôn em nha. Rồi hai con cỏ, hai con 12. Rồi 68 250. Mã 68 250k 4 con này luôn. Rồi 69 250 luôn. Rồi 4 con Hitachi này luôn em ơi. À. Một con có pin thôi. Con này bao nhiêu con nè? Đầu to bao to luôn. Đầu này thì quay tự do nha. Đầu nó là đầu 13 ly. Còn này anh em giờ vệ sinh cái đầu nó cũng sáng lắm anh em ơi. Ok luôn nè. Rồi rồi ok luôn, mã 69 250 4 con hư ta chi luôn em ơi. Rồi 70 250 luôn. Đây, một con Makita đem 14-4 mất cái cò anh em nè. Con này mất cái cò này đấy, bị mất cái cò. Một con 12V đẹp anh em nha. Rồi ba con cỏ luôn. Đó, là tổng cộng là 5 con. Rồi 70 250 luôn em ơi. Rồi 71 250 luôn nha. Rồi 1 2 3 4 5. Nói chung là anh em chụp màn hình lại phóng to ra là anh em biết nó máy gì anh em ơi. Đấy, 1 2 3 4 5. 5 con mã 71 250k 12 12 cỏ. Rồi, 71 250 luôn em. Hàng bên em bao ship không bao sắm luôn em nha. Rồi 72. Rồi 250 luôn em. Con này bị gãy cái chân nè. Một cái gãy chân. Con này 14-4 anh em nha. 14-4 hàng của thằng đâu 12V pin 14. Đó, còn con này cũng bơm xe gì đây. Còn con này là bơm gì đây nữa đây anh em ơi. Bạn đi bơi bởi ngay đây anh em nha. Con này bị bởi rồi. Bơm mỡ bò đấy. Rồi 72 250 luôn em ơi. Nói chung là lô này nó bị bởi anh em, hai con bị bởi á. Rồi 73 250 luôn. Rồi con này thì bị tét một miếng cái chân ngay đây anh em nha, một con nè. Đây nè, đó, hai cạnh nè, hai con. Ba con. Bốn con. Đó. Năm con. Rồi. 2 4 6 con nhá. Rồi mã 73 250 luôn em ơi. Đấy, nhân viên nó hút vô coi như là con buồn rổ có sao em bán vậy luôn em ơi.
74 anh em nha, 74 250 luôn lô này. Rồi hai con 12V này là đủ tiền rồi anh em ơi. Còn hai con cỡ này giờ anh em lấy đầu lấy cuộc tiền, hoặc là coi như là gắn bình rồi bắn chơi chơi anh em ơi. Rồi bắn bằng ngợi thôi anh em nha. Đấy, mấy hàng cỡ bắn bằng ngợi thôi. 74 250 luôn. Rồi 75. 250 luôn. Rồi này thì nó là hàng siêu cỡ luôn. Hai con này. Con này thì cục mới nè anh em. Đấy. Đầu nó hơi xét xét thôi. Con này thì đầu xét luôn. Còn con này thì đầu ok nè. Này hai con Makita. Này đầu cứng luôn. Rồi 75 250 luôn em nha, 245 con. 76. Rồi 76 250 luôn. Rồi một con này 12V nè. Ethitman. Dính dính cái chân anh em nha. Rồi con này cắt chế thanh cao. 12 luôn. Rồi ba con này ba con siêu cỏ. Đầu này cứng nha. Rồi ok luôn, mã 76 250 luôn. Rồi 77 250 luôn em ơi. Con này 12V này anh em nha. Đó. 12V RGB đầu ra vô bình thường nè. Nói chung là ra vô được tí xíu thôi, anh em giờ xịt 7 vô phát ra thôi. Con này 9.6 ra vô được nè. Con này cũng vừa xin dở thôi. Con này 12V nhưng mà 12V cỏ anh em nha, không phải là 12V, 12V nè, 12V tàu lâu. Rồi 77 250 luôn. Rồi 78. Rồi 400k, 1234, 4 con đỏ lồm luôn nè. Con này là Hilti TE 36V. Đó. Nó test miếng ở đây anh em ơi. Hai chức năng anh em nha. Rồi 4 con này. 1234, 4 con đỏ lồm luôn nè. Mấy con RGB này 7.2 nè. Đầu của nó. Đầu. Rồi. 78 400k luôn. Rồi 79 350 luôn em ơi. Rồi hai con mai 79 300 lên em ơi. Có 4 con à. Đầu này quay được anh em nha, đó. Một con. Hai con quay được luôn nè. Rồi hai con Makita này nữa anh em ơi. Con này quay được anh em nha, này cái đầu nữa đó. Rồi này quay được. Rồi 4 con này 79 300 anh em nha. Rồi 80 250 luôn. Rồi 4 con, có hai con này thì ok nè anh em. Đó, hai con RGB nè, 9.6 nè, có bên đầy đủ anh em nha. Đó. Đầu cổ ra vô được nào, được tí xíu anh em giờ vừa xin dở lắm. Đó. Sợ nó cứng luôn thôi. Đó. Ok nè. Hai con này đó, con này thì nó cũng bung ngay đây rồi anh em nha. Đó. Giờ lấy cái đầu lấy phụ tùng anh em ơi. Rồi, 4 con 250 mà 80 250 luôn. Rồi 81. 250 luôn. Bờ lắc đốt cơ. Này 9.6 sao ta? À 7.2. Rồi một con này là con cỏ rồi. Này anh em giờ phá cho vui anh em ơi. Còn mấy con này đầu gỗ dặn được lên em à, đó dặn được luôn này đó. Sáng gió luôn. Rồi một con cắt giấy thật cao 12V nữa. Rồi 24 con mã 81 250 luôn. Rồi 82 250 luôn. Đấy. Con này không là đủ tiền rồi anh em ơi. Đấy, một con trà nhám nè, RGB nè. 250k 4 con. Đầu ok nè. Con này 7.2 nè, RGB nè, đầu cũng ok luôn nè anh em ơi. Giờ vệ sinh đơn giản thôi. Đó. Rồi, ok, mã 82 250 luôn. Rồi 83 250 luôn. Rồi, 4 con, 5 con. Có một con này là ok nhất nè, 9.6 nè. Một con này 12. Con này 72, con này cỏ. Đó. Đầu con này kẹt, con này cũng vậy. Con này ra vô được anh em nha. Rồi, mã 83 250 luôn. Rồi 84.
250 luôn. Rồi 1 2 3 4 5 5 con anh em ơi. Đầu này ok nè, đầu này. Đó, ok. Rồi 84 250 luôn. Con này đầu cứng anh em, từ quên đi nhá. Mình dạng cái đầu nó cứng sang quên nói luôn anh em ơi. 12 con này anh em ơi. Rồi 84 250k luôn. Rồi 85. 250 luôn anh em ơi. Rồi. Đây, đầu ok nè. Này ribi. Đầu quay được mà cái này quay không được anh em nha. Con này ribi ra. Nó ra số là cái mấy con ribi nè là cái đầu nó ok lắm á. Con này đầu tuôn luôn rồi. Đó, quay tự do luôn. Này cỏ mà cái đầu mới nè. Rồi thằng này thì hên xui luôn anh em ơi, bọc nhựa luôn rồi. Rồi 85 250 luôn, 246. Rồi từ từ có con này nó hơi chén miếng này này đây nha. 85 250 luôn. Rồi 86. 300 luôn. Rồi cái này còn đợi gì nữa anh em không? Một con cửa lọc 12V sao? Đây từ từ đừng coi. Rồi đố anh em biết nó bao nhiêu vôn luôn. Em thì không biết rồi đó. Rồi con này 12V nhưng mà nó cứng. Bao cứng luôn. Còn con này thì ok nè, đầy đủ liền đồ. 12, con này cũng 12 luôn em nha. Đó. Con này cũng thiếu vỏ bình thôi. Rồi bốn con này 300k anh em nha. Bao nhiêu rồi? Rồi 87 250 luôn. Rồi hai con. Con này thì nó còn dao anh em nha. Con này còn dao 9.6. Con này thì nó mất dao. Con anh em nha. Con này còn dao luôn. Không biết bao nhiêu vôn luôn. Rồi hai con. Hai con 250 luôn, bao ship luôn em nha. Rồi, thùng này 88. Rồi. 88 250k luôn. Đó. Con này còn mới tinh luôn em nha. Đây nè, đó. Đài lo nè. Hai con này là thấy coi như là cũng nguyên cái thùng này 300k. Đó, 5 con. Hai con này ok nhất anh em nha. Con này thì mất cái nắp rồi. Con này 96 đầu ok luôn. Con này cỏ nhưng mà cái đầu của nó thì cũng nè, ra vô cũng được tí xíu rồi. Rồi 88 300k luôn em ơi. Rồi 89 250 luôn. Rồi, có con Makita đây là ổn định rồi anh em ơi, 12V nè. Đó. 250k một lô, có con này bây giờ anh em test sóng phát là thấy lời được nguyên đống này rồi. Đấy. Mã 89 250k. Rồi mã 90. Hàng nhà em nhà bên em dời một lần là mấy chục trăm tấn. Đó, cho nên là em bán là bây giờ theo cái nói chung là mua sao bán vậy. Em bán không có tiếc một hai con máy anh em nha. Đấy. Rồi hai con, ba con, lô này ok luôn em ơi. Ba con hai cái đầu dạng, hai con ba, hai con này đầu dạng ok luôn nè. Và con này 12V cũng nhìn nó mới tinh luôn em ơi. Đấy. Editor 1H1111 hoặc editor 600. Rồi chín mã 90, 400k ba con luôn. Rồi 91. 250 luôn. Này Toshiba anh em nha, đầy đủ nè. Con này ok nè. Con này hàng của khách hết 12V. Con này 12V cỏ luôn em ơi. Còn con này thì đầu ok cỏ, đầu ok luôn. Nói chung là lô này đầu ok hết rồi. Rồi 91 250 luôn. Rồi 92 250 luôn. Điện nó lô này có hai con máy điện nè anh em. Hàng này hai con này hai con máy điện, hàng có skill của Mỹ nè anh em. Điện 100V nè, nó hai cái rắc nè. Vui lắm. Hàng USA của Mỹ nè. Một con hai con. Hai máy điện á. Còn đây là bốn con máy phong cỏ. Rồi bốn con. Đầu ok anh em, có con này đầu cứng nè. Đó. Rồi. Tổng cộng 6 con, mã 92 250 6 con luôn. Để em coi camera nè bên con. Đổ ra đi. Rồi mã 93.
93. Này thì cô C3 một con. Này 12V cắt giấy thạch cao mới luôn em ơi, nhìn mới tin à. Này cỏ 96. Này bị gãy nút cái đút cò này em ơi. Còn này 12V là xấu quắc luôn em ơi. Đảo chiều được, cò bóp được nhưng mà nó xấu anh em nha. Đó. Rồi 93, 300k luôn. Rồi 94, 300 luôn. Đầu con này dặn được anh em nha, dặn được tí xíu anh nè, đó. Rồi bóp được luôn, nó quấn con keo thịt lum từ lưa. Con này gãy cái nút nút cò này. Con này đầu dặn được luôn anh em nha, đó, dặn được nè. Cò bóp bình thường luôn. Rồi con này nó mới tinh luôn anh em ơi. Con này 12V mới tinh luôn nè. Rồi 94 300k 4 con luôn. Rồi 95 300 luôn. Được chưa, 300 rồi. Ủa 95. Ủa không, 95 95 rồi, này 2 rưỡi thôi. 95 2 rưỡi thôi anh em nha. Con này 12V nè, mà điều nó xấu nè anh em ơi, cứ nhắc rồi. Con này 96. Đấy, con này ví dụ 95 250 thôi anh em nha. 250k mã 95 250 luôn. 5 con. À, con này xấu lắm anh em ơi, 12V rồi xấu lắm. Và 95 250 luôn. Cái này thôi tôi thử. Rồi, cái này hàng rồi anh em nha, mã 96. Thì con này nó là 14.4. Đấy. Nó bị mất cái nút cái con ốc ốc tán đá rồi anh em nha, nó bị mất ốc tán đá rồi nè. Đó, vẫn quay bình thường nè, đó, bị mất ốc tán đá. Thì con này 300k luôn em nha. Đó. 14.4, con cắt gỗ 300. Chị mã 96 300k, bao trước không bao sóng luôn em nha. Rồi con này 97. 250 luôn. Đó, 97 250 anh em nha. Con này nó là Hikoki 18V, máy thổi luôn em ơi. Đấy, Hikoki 97 250 luôn. Rồi con này 98. 750 luôn, con này 36V anh em nha. Đây còn bóp được rồi anh em ơi, đè vô bóp nè. Này nó ba chức năng. Chức năng này nó bị cứng rồi anh em ơi. Đó nó bị cứng rồi nè. Nó lại cái đầu nó bị như bị thiếu cái nắp chụp nữa đây anh em ơi. Đó. Đầu nó bị thiếu nắp chụp luôn nha. Đó, bóp 36V. Đây là cái chân của nó. 66 ngay đây. Đấy, 750k con này anh em nha. Hàng con này nó là Madin Vietnami. Đó, của Đức ở đây nha, 36V. Rồi, tình trạng của nó là cái đầu mất một miếng cao su, là cái chân hình anh em ơi. Rồi 98 750 luôn. Rồi cái mã này mã 99 thì cái này là Bulam Auto anh em nha. Thì nó là có hai cái đầu tiếp. Hai cái đầu tiếp này nó là 23, hình như là này 21. 23 với 21. Thì nó là cái đồ có một cái cặp đồ kẹt bình nữa. Con này ok. Cò bóp ok luôn nha. Nó có một trong có một cái thùng. Rồi cái này dây cụ đầy đủ, hai cái đồ kẹt bình. Rồi nguyên bộ của nó cũng không có bao gì hết anh em nha, chỉ là bao ship thôi. Rồi mã 99 250k luôn cho anh em luôn. Rồi mã 100. Giá của nó là 300k luôn. Đấy. Thì một con này nó là EZ6600. Đó, EZ66 cò bóp ok anh em nha. Đây. 12V. Rồi 300k bao ship anh em nha. Rồi mã 100 từ từ nó còn có một tay thôi anh em ơi. Đó, một tay. Rồi, mã 100 300 luôn. Rồi 101 100k luôn anh em nha. Cái này coi như là 100k bao ship anh em ơi. Đấy. Có cái thùng, mà cái thùng nó còn có một tay thôi nè. Đây. Tay sắt thì vẫn còn ấy, nhưng mà nó còn có một tay thôi nè. 100k bao ship thì hết mức độ, hết mức giá rồi anh em ơi. Em bán 50k bao ship nữa thì bó tay luôn. Rồi mã 102 300 luôn. Con này là 6914 anh em ơi. Đó, cò bóp bình thường nè. Nó bị dơ dơ thôi. Cò bóp bình thường, một máy một pin và một sạc. Đây. Rồi. Mã 102 300 luôn.
Rồi 103 130k luôn. 130k cho em nó nha. Đây nó là một con máy, mũi khoan có đầy đủ. Nói chung là nó có mấy món thôi, bị thiếu đồ một thiếu đồ nha. Dán bằng keo vô đây nữa nha. Đây. Đây là mũi khoan nhỏ nhỏ thôi. Còn mới tên luôn anh em nha, 48 hàng Ethelman, cái này anh em về xài gia đình thôi. Đó. Rồi 130k 103 luôn. Rồi 104, này 108 luôn. Thì nó là một con Hitachi bắn đinh. Bắn đinh gì anh em nha? Hitachi 5008FA. Đấy. Bắn đinh gì á? Này đó, cái đầu nó cứng nè, anh em giờ vừa xin lại nha. Đó, nè. Đó còn đầy đủ. Rồi Hitachi. Con này. Rồi 104 108 luôn. Rồi 105 thùng này 250 luôn em ơi. Rồi cái này bao đẹp luôn. Mới kinh luôn. Cái này là mát 557 nên nha, anh em ở sệt lên. Mát 557. Đầy đủ luôn á. Mát 557. Rồi 250 cho em nó luôn. Rồi 105 250 luôn. Rồi 106 200k Toshiba luôn. Rồi nguyên bộ luôn, hai một máy hai pin. Đầu ok luôn em nha, hàng Toshiba. Đầu kẹt 10 ly. Nguyên bộ này còn mới đó em, điều nó là hàng cỏ thôi. Rồi 106 200 luôn. Rồi 107 250 luôn. Thì con này nó là 12V này anh em, cắt ti gen anh em nha. Nó là cắt ti gen, bụi bặm nó dơ thôi. Nó là 12V, cắt ti gen, giao bộ đầy đủ anh em nha. Đó. Anh em giờ vệ sinh lại sạch sẽ anh em không? Giờ em không lau bụi, không thổi bụi luôn. Nói chung là hàng em về sau là em đưa đi vậy luôn à. Em quay video xong em đóng hàng, không có thời gian đóng hàng cho anh em luôn á, cho nên là không lâu máy được luôn á. 107 250 luôn. Rồi 108. Cái này 5 con. 96. 96. Này 72, này 96 và cái này con VB này sống gạch men. Thấy không? Rồi 108 250 luôn. Rồi cái này 109 thì nó là 6 cục sạc của thằng Makita. 150k luôn em nha. 6 cục sạc của Makita, sạc này sạc nhỏ thôi. 7/2. Đấy 6 cục anh em nha, dây điện cũng còn nhiều ấy. 7109 150 luôn. Rồi cái này 110. Mã 110 anh em nha, sạc gì. Rồi, máy này nó không có dây anh em ơi. 2 4 6. 6 cục. 6 cục này nó không có dây. Rồi mã 110. 6 cục này không có dây, bán anh em 120k luôn nè. 20.000 cục anh em. Chơi tới công chuyện với anh em luôn, 6 cục 120.000 bao ship luôn em. Rồi, 111 mã cuối. Hết chưa? Kỹ chưa? Chắc chưa? Rồi ok, mã 111 hết rồi anh em ơi. 150k cho em nó luôn. Rồi 6 cục này anh em chụp màn hình lại giúp em ha. Rồi mã 111 150k. Rồi kết thúc chương trình anh em ơi. Đây. Rồi. 111 150k. Rồi, đây anh em, hàng của anh em hầu hôm qua coi như em quay video lên đây buổi chiều. Đây là lô hàng buổi chiều. Đây nó còn mua hàng buổi chiều đây anh em. Đấy. Buổi chiều, còn video đây là video buổi sáng, thì hồi sáng hôm qua thì bây giờ em mới chuẩn bị đóng hàng thôi anh em. Đây là chị, đưa em xếp đơn chị. Xếp đơn đóng hàng rồi. Đây anh em, hàng của em bên em bán đâu phải là đó, em câu like này nè, đó. Một xếp đơn này đang ghi anh em, đó. Anh em thấy không? Không đồng, không đồng. Anh em đặt cọc ở trên nè, đó. Phiếu đây. Đầy đủ, nguyên một xếp đây gần 100 đơn nè anh em à, rất là nhiều luôn, cái đơn nó mong dánh luôn nè anh em ơi. Đấy. Giờ chuẩn bị, bây giờ em quay video xong là em đóng nè. Em đóng hết cái khúc này nè cho nó trống nè anh em ơi. Đó, nguyên một sắc đơn á, chưa làm xong nữa anh em. Đó, thư ký còn ngồi làm bên kia. Đó, hàng đây chuẩn bị đóng đi. Và sáng ngày mai hay hiện tại là bây giờ là hàng mới đang về anh em nha.
đây cái khúc chỗ này là em đang dọn chỗ, em đóng hàng xong để chống chỗ để bỏ hàng mới, là máy rửa xe, máy hút bụi rồi là than nhôm rồi về, là xăng rút rồi về, là sáng ngày mai sẽ có mặt tại nhà bãi của em. Đấy, là em đóng ở đây là em không để gì nữa, chỗ đây là chỉ có nhà em, chỗ này là nó sạch sẽ nhất để em đợi hàng mới thôi. Đấy rồi, em xin kết thúc video đây, chúc anh em một buổi trưa nhiều sức khỏe và coi như là giờ nhiều thành công ha. Hẹn gặp lại anh em vào video buổi chiều ngày hôm nay nha, em đóng hàng tiếp đây.